Trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 9 năm 2024, tại hội trường tỉnh Trà Vinh, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư tổ chức khóa tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho mạng lưới cố vấn địa phương. Trong năm 2024, dự án dự kiến cải thiện khả năng tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật của các doanh nghiệp tạo tác động xã hội SIB tại một tỉnh nông thôn phía Nam, ưu tiên dành cho Trà Vinh vì tỉnh đã có một nhóm cố vấn địa phương. Ban đầu được tạo ra bởi dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Trà Vinh do Canada tài trợ và kết thúc vào cuối năm 2023. Do đó sẽ có lợi cho Trà Vinh trong việc tập hợp và đào tạo các nhà cố vấn địa phương, có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nhanh chóng và chất lượng cao cho các SIB địa phương. Hình thành nên một cái nhóm cố vấn thì ít nhất là 10 người. 10 người đó thì sẽ được chúng tôi huấn luyện từ bây giờ tới cuối năm, là huấn luyện online, offline tùy tình hình, hướng dẫn trực tiếp một cạnh một cho từng người để làm sao mà mọi người hiểu hơn cái vai trò, cái vị trí của mình trong cái mạng lưới cố vấn này. Và sau đó nữa sẽ có một ngày tập hợp trở lại chỉ với mạng lưới cố vấn thôi, đi sâu, đào sâu về cái mà mình phải làm gì. Cuối cùng là khi mà chương trình kết thúc thì Trà Vinh sẽ có một cái lực lượng tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp một cách hiệu quả và thiết thực. Chương trình này đem lại rất là nhiều bổ ích, đặc biệt là rất là xác thực. Cái thứ nhất là tạo cho nhiều nguồn thông tin và những nguồn vốn để hỗ trợ nhiều. Thứ hai là được vấn đáp thiết thực. Ba nữa là có sự gần gũi. Cái mục tiêu sau này của chúng tôi là sẽ thành lập một cái hội nhóm doanh nghiệp. Đầu tiên là sẽ kết nối những anh em làm ăn với nhau. Mình sẽ tạo nhiều cơ hội để làm ăn hợp tác chung với nhau. Thứ hai nữa là từ đó mình sẽ có nhiều nguồn lợi để mình giúp đỡ những doanh nghiệp còn khó khăn hơn mình. Khóa tập huấn đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho mạng lưới cố vấn địa phương tập trung vào nhiều nội dung, cụ thể là kỹ năng huấn luyện và khai vấn doanh nghiệp, thực trạng về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp SIB tại Trà Vinh và hệ sinh thái hỗ trợ SIB tại tỉnh Trà Vinh, phương pháp tiếp cận và xây dựng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, thực hành bộ công cụ chẩn đoán sức khỏe và đánh giá phân loại nhu cầu doanh nghiệp, hướng dẫn thực hành phân loại, đánh giá sức khỏe doanh nghiệp, thực hành xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện các chỉ số phát triển doanh nghiệp, công cụ quản trị nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, công cụ đo lường chỉ số tác động doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch cố vấn đồng hành.